Dạ em Tùng à, xin chào anh em à, hôm nay em về cái thỏi bụi DCPL 722 của hãng The One. Thì cái thỏi bụi này nó sử dụng 20V, hàng Mỹ về nó 20V và nó sử dụng trung hệ 18V của anh em được luôn nha anh em. Và nó là động cơ không trổi thang. Thì cái thùng này bao gồm có là một máy không có pin nha. Thì cái thân máy này là giá của nó là 3,5 triệu, em đang đưa giá tốt cho anh em 3,5 triệu. Rồi mình sẽ gửi đến anh em xem cái máy này và máy này nó sản xuất tại Mexico nha anh em, chứ nó không phải là sản xuất tại China, nó sản xuất tại Mexico. Và đỡ nó thổi lá cho anh em. Rồi đây 722 em này nó sản xuất tại Mexico ạ. Đây rồi thì anh em đã có pin sạc rồi á, thì mình mua cái thân máy với giá là 3,5 triệu, mình sẽ sử dụng chung ở pin của sinh thái của anh em. Thì đây là bản chất nó là hỏa tiễn nha anh em, nó quạt hỏa tiễn. Rồi mình sẽ lắp vào cho anh em xem. Ống nó khá dài thì cũng khá to. Rồi đã lắp xong đương nhiên thì rồi mình thử nha anh em, thử cái này thứ dừng đi luôn rồi. OK, thì cái máy này bao gồm thân máy Made in Mexico, giá 3,5 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.